Chào mừng các bạn đến với Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Có rất nhiều người đẹp Hoa ngữ đã trở thành hình mẫu lý tưởng về nhan sắc cũng như là vóc dáng được rất nhiều chị em ngưỡng mộ. Tuy nhiên thì ít ai biết được rằng đằng sau những hình ảnh lung linh ấy chính là những nỗ lực ăn sâu thành thói quen để giữ gìn vóc dáng đúng theo ý nguyện. Thứ nhất, Cúc Tịnh Y. Mỹ nữ 4.000 năm Cúc Tịnh Y từng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung khi đăng tải một đoạn video ăn bánh mì. Cộng đồng mạng ngạc nhiên khi phát hiện mỗi một miếng bánh nhỏ cô đều chậm rãi nhai tới 32 lần. Theo phân tích của cư dân mạng thì sở dĩ cô làm vậy là vì việc ăn chậm nhai kỹ sẽ gửi cho bộ não bộ thông tin giả là nó đã no và có ích cho việc giảm cân. Có lẽ nhờ bí kíp này, mỹ nhân cao 1m59 này mới có thể giữ được mức cân nặng là 38,5kg. Thứ hai, Dương Mịch. Là một trong những mỹ nhân có vóc dáng được khao khát nhất showbiz, Dương Mịch đã từng tuyên bố trở nên béo mập là vô trách nhiệm với bản thân. Với quan điểm như vậy, nữ diễn viên đã không ít lần khiến cho công chúng ngạc nhiên với lượng ăn cực kỳ ít của mình. Chỉ ăn một sợi mì trong game show, dù là món ăn yêu thích nhất nhưng chỉ nếm một miếng nhỏ trong show ẩm thực. Siết cân thế này, bảo sao tên của Dương Mịch chưa bao giờ đi liền với từ béo. Thứ ba, Trương Tử Di. Không khắt khe như Dương Mịch nhưng mức độ siết cân của Trương Tử Di cũng khiến nhiều người bình thường khó mà theo kịp. Chỉ ăn 4 miếng mì trước khi sải bước trên thảm đỏ khan. Bữa ăn duy nhất trong ngày là giá đỗ nấu nước trong. Bảo sao khi mang thai 30 tuần, Trương Tử Di cũng chỉ nặng có 58kg. Thứ tư, Thư Kỳ. Cực chăm chỉ khoe các món ăn ngon trên mạng xã hội nhưng đến khi tham gia show truyền hình, Thư Kỳ lại khiến khán giả choáng nặng vì các yêu cầu khắt khe. Ngọt không ăn, sống không ăn, thịt không ăn, cay không ăn. Khi được đàn anh Hoàng Bột nấu cho một bát mì trường thọ vào ngày sinh nhật, mỹ nhân này cũng chỉ ăn một miếng, chụp một tấm hình là coi như đã no. Tết show nhà hàng Trung Hoa, khán giả cũng gần như chẳng thấy Thư Kỳ ăn bất cứ thứ gì mà chỉ bắt gặp hình ảnh cô đang uống một ly rượu vang đỏ mà thôi. Thứ năm, Thái Tử Khôn. Tương tự như Cúc Tịnh Y, Thái Tử Khôn cũng áp dụng biện pháp ăn chậm nhai kỹ, nhai một cái sủi cảo tới 97 lần. Trưởng nhóm của Nine Person khiến cho cư dân mạng cảm thấy sốt ruột thay anh. Tuy nhiên thì đây cũng được cho là cách kiểm soát cân nặng và tốt cho sức khỏe, đặc biệt là dạ dày của nam ca sĩ. Thứ sáu, Địch Lệ Nhiệt Ba. Xây dựng hình tượng cô gái tham ăn và từng tuyên bố ăn uống vô độ là cách để giảm béo, nhưng thực chất thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại cực kỳ khắt khe trong việc ăn uống. Chỉ lấy tay nhéo một mẩu bánh mì siêu bé cho vào miệng, Địch Lệ Nhiệt Ba trả lại chiếc bánh vẫn chẳng có gì thay đổi cho nhân viên. Cô nàng hóa ra không dám ăn nhiều như những gì thường xuyên thể hiện trên show. Thứ bảy, Đồng Lệ Á. Khi tham gia show truyền hình, Đồng Lệ Á đã khiến khán giả hết hồn khi phải mất tới 5 phút mới ăn xong một chiếc bánh quy nhỏ xíu. Phải chăng vì vậy mà mỹ nữ Tân Cương này than thở rằng mình béo khi chỉ nặng có 42,5kg? Thứ 8. Trần Nhân Hy. Khi tới dự một chương trình về ẩm thực nhưng khi được gợi ý về các món ăn, cô lại lắc đầu với hàng loạt món ăn, từ thịt, gà đến ngỗng. Mãi sau cùng thì bà xã của Trần Hiểu mới gọi món cá hấp với yêu cầu không cho muối, bột ngọt và nước tương. Thứ 9. Trương Thiên Ái. Sau khi nổi tiếng nhờ thành công của bộ phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, loạt ảnh thời còn mập mạp của Trương Thiên Ái đã bị đào mộ trở lại. Không chỉ nhờ chăm chỉ rèn luyện mà thái độ tự hạn chế bản thân với các món ăn ngon mới là điều khiến cho cư dân mạng phải nể phục. Dù thèm nhỏ dãi khi thấy đồng nghiệp ăn gà chiên, nhưng mỹ nhân này vẫn quyết nhịn tới cùng. Mãi sau khi không thể khống chế nổi cơn thèm, nàng Thái Tử Phi mới lấy một miếng gà nhỏ, bỏ ra và lấy một miếng nhỏ xíu vừa ăn vừa tự nhủ, thịt gà ăn không béo. Thứ 10. Lâm Duẫn. Khi có dịp đãi các nhân viên ekip tới nhà hàng dùng bữa, bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong gọi cả một bàn thức ăn toàn những món Tây, rồi ngồi không vì lý do, không ăn bánh mì vì phía trên có phô mai, không ăn khoai tây chiên vì là đồ chiên dầu, không ăn rau xà lách vì nó quá mỏng. Có lẽ đây là nguyên nhân mà các nhân viên cũng như người đại diện của sao Cbiz thường trong tình trạng thừa cân khi phải ăn hộ các nghệ sĩ. 11. Từ Hy Viên. Với châm ngôn, hoặc là gầy hoặc là chết, Từ Hy Viên là một trong những ngôi sao Cbiz có chế độ ăn kiêng gắt gao nhất nhì Cbiz. Khi tham gia show truyền hình, nàng Sam Thái tự hào khoe rằng mình từng giảm được 10kg trong vòng một tuần.
Khi đó thì ông xã Từ Hy Viên đi công tác trở về thấy vợ giảm cân nhanh đến như vậy, đã hoảng sợ, tưởng cô bị bệnh nặng và nhanh chóng đưa cô đi khám. Tuy nhiên thì cách giảm béo của Từ Hy Viên rất không khoa học và dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô từng công khai thực đơn ăn khi làm việc của mình gồm 2 miếng cơm, một món ăn chay và một chút xíu trao, món ăn làm từ đậu phụ lên men. 12. Tôn Lệ. Trong thời gian giảm béo thì Trân Hoàn Tôn Lệ từng nhờ nhân viên công tác mua một chiếc bánh bao, bẻ ra ngửi và coi như đã ăn xong. Thì mới thấy bà xã của Đặng Siêu quyết tâm thế nào trong việc giữ gìn vóc dáng. 13. Mã Tư Thuần. Nhiều lần bị mất điểm vì không kiểm soát được cân nặng, ảnh hậu Mã Tư Thuần từng thử giảm béo bằng cách nằm trên giường không ăn chút gì trong suốt 7 ngày. Theo bạn thì những phương pháp giảm cân của các sao Hoa ngữ trên đây như thế nào? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn cho chúng tôi được biết nhé. Và đừng quên chúng mình là Tốt Sao Hoa, hãy ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé.